Vâng, xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay lại với kênh Nhà Mới của Thành. Hôm nay Thành lại quay trở lại khu đô thị 5 sao và đang đứng trước cái phần cổng chính, cổng mặt tiền của cái khu đô thị 5 sao, với một cái cung đường. Đây là cung đường Đinh Đức Thiện, nối dài chúng ta sẽ di chuyển xuống ngã tư Xoài Đôi cũng như là khu công nghiệp Cầu Tràm, và di chuyển lên trên tầm khoảng 2 cây số thì chúng ta sẽ đụng ngay là chợ Bình Chánh. Và đây là một cái khu đô thị rất là lớn với tổng quy mô là 20 hecta, gồm có 10 hecta là cây xanh, công viên, điện trường và điện đường trường trạm, còn lại sẽ là nhà phố. Thì hôm nay Thành sẽ mang đến cho chị một căn shop house đầu tiên trong cái khu này, một căn shop house gốc. Anh chị có thể thấy là đây là một cái phân khu shop house và hiện tại là vẫn chưa được xây dựng, thì hôm nay Thành sẽ mang đến cho mọi người một căn shop house đã xây dựng và gần hoàn thiện rồi. Đây là một cái video nhá hàng thôi mọi người ha, và giá bán căn nhà thì Thành sẽ bật mí vào cuối video. Anh chị nào quan tâm tới căn shop house này thì liên hệ cho Thành qua số hotline. Đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành. Và đặc biệt căn shop house này Thành sẽ bao cho mình hoàn công luôn mọi người nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta này mọi người, một căn biệt thự, một căn shop house góc hai mặt tiền, với một mặt tiền đường số 9 là 10m và mặt tiền đường số 3 là 8m nha mọi người ha. Ở đây thì cây xanh mát rượi luôn, và những cây bàng Đài Loan cũng như những cái cây xanh ở xung quanh này thì có thể nói là nó đã cao, và cái trục đường số 3 cũng như trục đường số 9 là hai cái trục đường mà gọi là lớn nhất khu đô thị 5 sao. Và đặc biệt nữa mọi người, cái căn này Thành đảm bảo với mọi người là một trong những cái căn góc hiếm hoi, và hiện tại là nó là duy nhất ở trong khu 5 sao luôn. Đây là một cái căn shop house, một căn shop house góc hai mặt tiền, kinh doanh ở hoặc là đầu tư. Đó. Thì đây là một cái không gian sống rất là lý tưởng, với diện tích là ngang 5,5m và dài 16m. Đó, chúng ta có một cái căn mà với một mẫu mặt dựng là bo hai góc mặt tiền mọi người ha. Đó, thì hiện tại đang khá là bề bộn, Thành chỉ muốn quay để cho anh chị và các bạn trải nghiệm trước. Nếu mà anh chị và các bạn thích mẫu nhà này thì có thể là liên hệ cho Thành, cũng như có thể đi xem thử với Thành xem có vừa ý hay không. Ngoài ra thì cái này, căn này thì còn có cái gara ô tô riêng luôn mọi người nha, nằm ở phía không gian một bên hông nhà. Thì Thành đã quay thì Thành sẽ chèn video vào cho mình thấy ha. Đó. Rồi mỗi tầng thì sẽ có 2 phòng ngủ với 2 toilet bên trong, thiết kế hiện đại, và cái điều tiên quyết khi mà xây một cái căn nhà, một căn góc như thế này, một căn shop house như thế này là cái không gian sống. Thì mang lại cho chúng ta, thứ nhất là một cái căn nhà có một vòng ban công nó bao quanh này, với nhiều cửa sổ thông thoáng, và giá trị sống đích thực ở trong cái căn nhà này mọi người nha. Thì anh chị nào đang nghỉ lễ cũng như đang đi thăm người thân gia đình thì hãy nhớ, đừng quên khi mà chúng ta xem video của Thành thì nhớ cho Thành một lượt like, một lượt đăng ký kênh mọi người ạ. Thành lễ thì lễ nhưng Thành vẫn luôn làm những video để mang đến những cái sản phẩm mới và giới thiệu cho anh chị những cái sản phẩm một cách là mới nhất và nhanh nhất. Cam kết với mọi người đây là một cái căn nhà mà chỉ có Thành quay thôi, và đang giới thiệu cho mọi người một căn nhà mà có thể nói là hiếm nhất trong khu đô thị 5 sao. Anh chị nào mà thích đầu tư này, mua ở và muốn mình trở thành một cái người mà đẳng cấp nhất ở một cái khu như thế này, anh chị có thể là liên hệ cho Thành để có thể là tham khảo thử căn này. Và căn nhà này thì hiện tại bên đơn vị Thành là bao hoàn công mọi người nha, với một cái mức giá bán là Thành chắc là Thành sẽ bật mí khi mà anh chị gọi điện cho Thành ha. Giá bán thì trên 6 tỷ và bao hoàn công mọi người ha. Ngang 5,5m, dài 16m nha. Nằm ở ngay góc hai mặt tiền, đường số 9 và đường số 3. Anh chị nào mà quan tâm thì nhớ liên hệ sớm cho Thành để được đi xem nha. Đó, thì ở trên sân thượng thì cũng rất là rộng và thoáng này mọi người. Đó, phủ sẵn một lớp alu ở phía trên. Thành sẽ leo lên trên luôn mọi người nha. Tí nữa Thành sẽ leo lên trên cái phần tùm ở trên luôn, nóc luôn, để cho anh chị xem toàn cảnh của khu đô thị 5 sao này. Rồi chúng ta di chuyển lên trên luôn ha. Một tay cầm máy quay, một tay leo cho nên nó hơi bị bất tiện một xíu nha. Chờ Thành xíu nha.
Đó, ở trên thì cũng căn nhà mình thì đúc thật 100%, đúc hết toàn bộ, không có một miếng tôn nào mọi người. Và xung quanh mọi người có thể thấy là dân cư rất là đông đúc và hiếm hoi ở trên cái vị trí là cái căn góc shop house này mọi người. Chỉ có duy nhất căn này thôi. Anh chị nào quan tâm tới căn này thì liên hệ cho Thành qua số hotline. Đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha. Thời tiết thì hơi bị xấu cho nên cái tông màu video cũng không có được đẹp nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.